Các bạn ở đây, còn đây là gian hàng của tỉnh Hà Giang nhá. Đây, một trong những cái gian hàng rất là nhiều sản phẩm nhá. Tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tham quan nhá. Wow. Đây này, đây chính là món thắng cố này. Tôi nghe rất là nhiều rồi nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy này. Anh đang chế biến món thắng cố đây này. Đây. Anh đặc trưng của món này là cho nhiều ớt vào ấy. Cho bình thường không phải nhiều ớt à, tùy nhìn hấp dẫn nhá các bạn, đây này, quá hấp dẫn luôn, ngon, quá ngon luôn này. Ôi có mùi bốc lên thơm lắm các bạn ạ. Đây này, đây thấy nhiều ớt thật. Cái nguyên liệu chính của món này tức là những cái gan, nội tạng của con bò anh ạ. À? Chỉ có bò thôi, như trâu thì không ấy đúng không? Chỉ có bò à, các bạn ở đây là những nói cho là nội tạng của bò các bạn ạ. Đây à? Tôi nghe rất là lâu, lần đầu tiên thấy nhìn thấy đấy. Đây nhìn thơm quá, có mùi bốc lên thơm quá. Hương vị trong này tổng hợp hương vị bốc lên thơm. Đấy. Anh đang chế biến món này này. À, đây là mèn mén phải không anh? Đúng rồi, mèn mén. À đây, mèn mén Hà Giang đây các bạn ơi này. Tôi cũng nghe rất là lâu nhưng mà chưa bao giờ được thưởng thức cái món này. Đây. Mèn mén bằng ngô trắng như vậy. Mèn mén là nguyên liệu chính là bằng ngô anh nhỉ? À? Ngô. À. Ngô này ngô nếp phải không anh? Ngô nếp. Ngô nếp thảo nào màu trắng thế này. Đây ngô này, ngô này ngô ấy. Ngô nếp không làm được. Đây là ngô đây trắng này nó mà. Trắng này thường thường là ngô nếp mà. Dạ ngô tẻ. À, đấy người đồng bào dân tộc Mông họ hay dùng cái này nhiều. Đây. Đây các bạn ạ. Nếp dẻo lắm, không làm thế được không? À, đây này. Wow. Vừa chưa? Đây này các bạn ơi. Tổng hợp này. Đây nói chung là nội tạng của con bò ấy các bạn, nội tạng của bò. Tất cả các lòng xéo của con trâu con bò đó. Được rồi, đây đẹp lắm ạ. Nhìn quá hấp dẫn các bạn ạ, đây này. Ở phía trên kia là món mèn mén. Đây, đây chính là gia hàng của tỉnh Hà Giang này. Đấy, đã xem được chưa? Có rất là ngon. Tất cả mọi người đang muốn của nội tạng của con bò ấy. Nội tạng của con bò. Là. Con này là con ngựa, các gia vị dân tộc. Nóng thì bán sẵn rồi à? Nhìn hấp dẫn quá. Không vào gần con nhé, nóng. Dừ con. À, dừ chưa? Hấp dẫn quá các bạn ơi. Đen luôn, tuyệt vời chứ. Đây quá hấp dẫn các bạn ạ. Đây này. Để cháu đi chơi. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy món này đấy. Nguyên bản này mới phải. Cháu ơi. Cái quán này nhưng không nấu kiểu này. Nó hương. Bên trong này nó cũng mềm mén này các bạn ơi. Ăn mềm mà. Bán hay ăn mềm. Bán. Chị ơi, chị cứ đi chơi đi một lúc, em xí cho chị nửa con áo. Món bên trong là chỗ nào chơi nữa. Thì có một con rồi. Con to nhỉ. Thịt rất là to. Đây đang chờ đây tớ mai cái chừng này còn nửa con chờ. Hả? Đi cho tớ nửa con nha. Đây cho một con. Cái này cho hai cái này. Để cho con này đi sang bên cửa hàng nhé. Ờ mua mì đâu? Ăn đâu? Mua cho một con. To béo. Mình thấy rất là to béo. Con to con vừa hay
Đây là món vịt quay các bạn ạ. Vịt quay với thịt nướng, thịt quay. Thịt quay với lá măng mật. Vịt quay cùng với lá măng mật. Nhìn quá là hấp dẫn. Và ăn rất là thơm ngon nha các bạn này. Bây giờ là bán ở chỗ nhá. Ảnh ơi. Bán ở chỗ cô. 300 đồng bán gia vị nữa à? Đặc sản Cao Bằng ba chỉ thịt lợn đen nướng, vịt nướng lá măng mật đây. Đây các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn quá. Quay thật gần cho các bạn xem nhá, đây này. Nhìn nhớ thịt này, chảy mỡ ra này. Quá là tuyệt vời. Cận cảnh. Ngon quá. Đây nhá. Trong khu triển lãm này có cả con lần quay này các bạn ơi, này đang rất là đông khách. Đấy. Nhìn ngon tuyệt vời cho các bạn ơi, đây này. Đấy. Quá ngon luôn. Rất là thơm ngon luôn các bạn ạ. Phần quay Cao Bằng các bạn ạ. Đây, con lạnh quay rất là tuyệt vời. Thích chưa? Rất là nhiều khách đang mua đây các bạn. Em tiếp theo chị đi. Chị hai cân đi. Một con đâu, hai con có đâu. Vậy một cân thôi, cân nhiều. Sao mà đông người ăn chứ mà. Hơn chục người đi nữa. Sao mà đủ. Thế á, chị đang phân phối nữa. Các bạn ơi, lượt quay du khách đánh tranh nhau lấy này. Rất là đông khách mua đây này, đặc sản Cao Bằng này. Quá là thơm ngon. Thơm ngon đấy, để bán không mặt đấy con ạ. Mình quay bên lá măng mật. Đây, lá măng mật đây các bạn. Chặt đi em ơi, một cân đi. Từ lâu quá rồi. Một cân đi để giảm tiền luôn có thể. Không phải thì giảm tiền luôn có thể. Cân hai lấy luôn. Thế lấy hết quá, ngon quá chị Thu, chị lấy hết lại lấy đồ ăn đi. Này của ai đấy? Này là được một con nữa thôi, bán con. Số này có ngon không? Em nhận số này có ngon không? Bì rất là giòn các bạn ơi. Bì rất ngon luôn. Lấy luôn chỗ đấy cũng được. Con ngay chỗ này ai lấy nào? Đấy em lại chị lấy. Bị nó không giòn nào đấy kia. Chỗ này ai lấy cho anh? Lấy rồi. Lấy cho em nửa cân. Lấy rồi. Đó, chỗ khác thì khác bao nhiêu rồi? Một con xinh đẹp. Rất là thơm các bạn ạ. Cố cố này. Đấy, nhìn mùi thằng cố bốc lên thơm. Các đấy của con nội tạng, con to anh ơi, cái này mới đây là món mèn mén đây các bạn đây này, mèn mén ở bên Hà Giang nhá, đang chuyển ra ở đây. Ông kia mấy trăm bao nhiêu em? 200 ạ.
200 á. 200 hả? Chắc là mai quay tiếp nhỉ? Chuẩn bị mai quay tiếp nhỉ? Phải gọi cho vịt. Nhiều nhiều. Vâng. Tiếng tính vừa rồi du khách và nhân dân vừa nghe đó là tiếng tính nghệ nhân chứng nước vừa thực hiện xong từ chiều nay, một cây đàn tính hình thành, sản phẩm được hình thành từ trong chiều nay. Vâng, rất cảm ơn nghệ nhân Trương Đức cũng như là nghệ nhân Trương Thành đến từ đoàn nghệ thuật Tuyên Quang. Vâng, xin cảm ơn. Đây rất là thơm các bạn ạ. Còn ngay nhở thịt quay nổi tiếng Cao Bằng là tiền rồi à? Vâng, cây đàn tính nghệ nhân Trương Đức trong chiều nay trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nghệ nhân đã thực hiện xong đủ công đoạn để sản xuất ra một nhạc cụ mang tính tiểu phương, mang tính vùng miền. Alo. Nhìn rất là ngon các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Con thì chưa. Ủa, cô chưa thấy đây lấy đến nhỉ? Nó là 200.000 đồng rồi. Và 6 giờ xong là chuẩn bị đến nhỉ? Ông chủ quay về tại đây. Đây. Quay ngay trên lửa rất là hồng, mới chảy ra trong chúng ta là thích mắt. Rồi các bạn ơi, thân người cạnh tranh với công ty của quay các bạn. Hết chưa? Cháy chưa bạn chưa? Cháy rồi ông mà. Vâng. Ông hết chưa? Hết rồi, còn hết nữa. Vâng, hiện nay sản phẩm đàn tính của nghệ sĩ Trương Đức xin tạm dừng và sáng mai nghệ sĩ Trương Đức sẽ tiếp tục trình diễn sản xuất những công đoạn của một cái đàn tính. Vâng, hiện nay trên gian hàng thì có bạn xuất hiện một sản phẩm chưa được phun sơn mộc, nhưng tuy nhiên tiếng tính của sản phẩm của nghệ sĩ Trương Đức sẽ đã được trình diễn của nghệ nhân từ đoàn nghệ thuật Tuyên Quang đã trình diễn. Các bạn vừa nghe thì đây là một sản phẩm tuyệt vời. Quay tuyệt vời các bạn ạ. Vịt quay tại khu triển lãm nha các bạn ơi. Quay bao quanh để bắt xem cái khu vực này nha. Vâng, hiện nay trước gian hàng thành phố Cao Bằng, đặc sản của thành phố Cao Bằng, đặc sản của thành phố Cao Bằng đó là thịt ba chỉ là đen nướng đến từ Hà Quảng và vịt nướng lá mong mật đến từ huyện Trùng Khánh đã gần như là hết. Và hết ạ, gần như hết, còn một chút thôi, rất ít. Đề nghị bà con nhân dân cũng như là du khách hãy quan tâm và đến nhanh, không thì là sẽ hết nhanh. Và chúng ta sẽ còn chương trình du lịch có những miền di sản sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 26. Vâng, xin thông báo tất cả đến ngày 26, và đặc biệt các gian hàng từ các huyện của thành phố, đến từ các huyện của thành phố thì báo cáo là như này. Con lợn hôm nay nặng bao nhiêu cân hả bác? 35 cân. 35 cân.
trong vòng 2 tiếng đấy. Bán trong vòng 2 tiếng là hết sạch. Rồi, còn một chút này thôi. Là mấy lạng con nó bán rẻ đây này. Mấy lạng là bao nhiêu tiền châu? Hả? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền một lạng? Bây giờ bán 15 thôi, 20 bán 15 thôi. 15 ngàn một lạng à? Ờ, mới về cho 150 cân chứ không bán 200 bây giờ 150 cân. Giống ngon mà nhìn chín ngon lắm. Bán hết được bữa ra đó mà sẽ là còn đây. Giống ơi. Giống. Vịt á. Hai, 8 lạng này. Hai. Ê, nó đi cá đòn nó gọi ông kia. Còn 8 lạng đây nhá. Tiếp tịch. Nhưng mà hết rồi ạ. Còn bị quay này các bạn ơi. Từ từ để bán cho bán một lúc tầm một tiếng hết 20-30 con vịt quay luôn các bạn. Vâng, hiện nay các gian hàng đến từ 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang cũng như là 13 huyện thành phố Cao Bằng, rất nhiều sản phẩm đến địa phương và đặc biệt cái đài này cứ đến từ sáng con chiều con hết luôn ở đây. Ngay cảnh gian hàng phố đó hiện bảo là các sản phẩm hà thủ ô, những sản phẩm về mai bận họp à, mai bận họp à. Thì cho mai thường xuyên nó bán mai thường xuyên. Các bạn nó phải có lợn các sản phẩm từ thịt khô, hun khói, nấm, rượu, linh chi. Vâng, là tất cả những sản phẩm hiện nay gian hàng bỏ lạc sắp hết rồi. Ngày mai đề nghị gian hàng bỏ lạc tiếp tục chuyển ngay tối nay chuyển ra ngay. Vì những sản vật địa phương mà thành phố Cao Bằng chưa nhìn thấy bao giờ. Và hôm nay là người dân thành phố Cao Bằng nhận thấy sản phẩm khách tốt, mua thì lần quay đây. Có chất lượng. Nên đề nghị là gian hàng bảo lạc là quan tâm. Có lấy không đây? Dạ. Có lấy không? Lấy. Đó, chung, đây chung. Đây hết không? Ông về ông lấy. Lấy hết, trả lấy hết. Thôi đưa 8 lắm mà. 80.000. Vâng, gian hàng huyện Bảo Lâm, gian hàng huyện Bảo Lâm chuẩn bị rất chu đáo hơn gian hàng Bảo Lạc. Hiện nay gian hàng Bảo Lâm thì rượu linh chi, mật ong, thịt bò khô và thực ra báo cáo với tất cả bà con nhân dân là những sản vật mà khác phẩm sản vật của huyện Cỏ Nguyên cơ bản từ đây là du khách cuối cùng mà được rèn là nghề rèn truyền thống, nghề rèn của Đồng An, đặc biệt là hương phia thóc và thành phần cây mai, vỏ cây gạo, bùn cưa và lá cây bầu hát sản xuất tại phia thóc xã Quốc Dân, huyện Cỏ Nguyên, tỉnh Cao Bằng. Đây là những phần sản phẩm riêng có của từng vùng miền. Và đặc biệt chúng ta phải sẽ rất lưu ý là sản phẩm của Quảng Nguyên là sản phẩm tiêu biểu, đó là hương phia thóc cũng như là nghề rèn dao truyền thống Phúc Sen Quảng Nguyên. Dạ vâng. Vâng, dao Phúc Sen Quảng Nguyên thì sẽ là những sản phẩm các bạn có thể thái chặt, dao thái có thể chặt mà dao chặt có thể thái. Dạ vâng.